Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Bưng Bô Đức Mỹ cùng Nhân Lì. Thì các bạn khi mà coi video mình, các bạn nói là Nhân ơi, tại mày nghèo mày mới bưng bô Đức Mỹ thôi. Và hôm nay cái chủ đề bữa hôm nay mình sẽ nói với các bạn nghe là những em du học sinh cũng thích bưng bô nước Mỹ. Những em du học sinh con nhà giàu khá giả ở Việt Nam không học, đi qua Mỹ học để tốn tiền cha mẹ. Thiệt là đau lòng quá mà. Đem tiền qua bên Mỹ để đóng tiền trường, một năm nghe nói đóng tới 30 mấy ngàn đô la. Các bạn thấy là những em du học sinh này ở Việt Nam đang mang danh con nhà giàu, có của ăn của để, không chịu học, đi qua Mỹ học chi, để rồi bị mang tiếng là du học sinh qua bên Mỹ để kiếm quốc tịch Mỹ. Các bạn nhìn những em du học sinh này nè, lịch sự chưa, con nhà giàu chưa, gắn mác học du học sinh là người ta khoái lắm các bạn ơi. Nhưng rồi để coi tương lai mấy em này sẽ ra sao nhé các bạn. Khi mà các bạn nghe tới du học sinh, có nghĩa là mấy đứa này ở Việt Nam nó có tiền mới du học không? Mày ở Việt Nam mày không học mà mày đi qua Mỹ mày học à? Mày dư tiền à? Nhưng mà không các bạn. Cái mục đích của mấy đứa du học sinh này á là nó qua bên Mỹ để nó được bưng bô nước Mỹ các bạn. Thì các bạn thấy cái video mà mình mới cho các bạn coi á, những em du học sinh đứng sắp hàng áo sơ mi trắng, quần tây á, bỏ áo vô thùng nè, để Nhân Lì bỏ áo vô thùng cho nó lịch sự các bạn. Mặc áo thun mà cũng bỏ vô thùng nữa ông nội ơi. Đó. Bữa nay Nhân Lì bưng bô nước Mỹ, trời, công nhận mình bỏ áo vô thùng mình cũng đẹp trai lắm nha các bạn đó. Bây giờ các bạn biết không, du học sinh là gì? Du học sinh là những cái người mà nhà giàu, có tiền, không ở Việt Nam không học đi, mà qua Mỹ đi học đó. Thì các bạn biết không, theo như mình được biết á, du học sinh mà tụi nó qua bên Mỹ, các bạn biết không, tụi nó đóng một năm á nha, là rẻ nhất là cũng 22.000 đô la đấy bạn, đô la đó nha. Nếu mà mắc mắc á là nó cũng đóng hả 30 mấy ngàn đô la các bạn nha, một năm đó nha. Trời mắc quá vậy. Ok, thì bữa hôm nay á mình sẽ kể cho các bạn nghe những con đường của du học sinh định cư ở Mỹ như thế nào. Các bạn nên nhớ rằng du học sinh á là nó qua bên Mỹ nó đi du học, học xong là nó phải về để nó cống hiến cho đất nước, đó là cái sứ mệnh của du học sinh. Nhưng mà cái sự thật trần trụi đó là du học sinh nó qua Mỹ để nó đi định cư Mỹ, nó kiếm thẻ xanh Mỹ nha các bạn. Thì sự thật trần trụi là đã được Nhân Lì kiểm duyệt rồi. Các bạn biết không, mình gặp 3 người du học sinh bạn trong cuộc đời làm Việt kiều Mỹ của mình. Mình gặp 3 người du học sinh. Cái người thứ nhất á là con nhỏ bạn học của mình. Các bạn biết không, cách đây 20 năm về trước các bạn, mình học ở trường, cái trường đó nó gọi là Nguyễn Xuân Phú bạn. Nguyễn Xuân Phú ở xã Đường Làm Sen á, ở Tân Quá, Tân Bình gì đó quên mất tiêu rồi. 20 năm rồi ai mà nhớ nổi các bạn. Không. Thì các bạn với mình học lớp 8 bạn, thì sau đó mình đi Mỹ, thì mình đi Mỹ 2 năm các bạn. Thì lúc này á cái tự nhiên một ngày kia các bạn biết không, một ngày kia cái con nhỏ bạn của mình nó con nhỏ đó là ở Việt Nam là nó ở đường Minh Phụng mà nhà nó giàu lắm, nó có 2-3 căn nhà đó. Nghe nói ba nó làm cán bộ bạn. Tự nhiên nó nhắn tin mình. Mình thấy lạ là tại sao con nhỏ này nó ở Việt Nam mà nhắn tin cho mình đó bạn. Thì nó mới nói là Nhân ơi, nhớ mình không, mình học lớp 8 chung nè, mình mới qua bên Mỹ, mình khá đặc nhiên, ủa mình qua bên Mỹ được 2 năm mà mấy đứa bạn mình bây giờ nó cũng được qua Mỹ đó bạn. Thì nó nói với mình là nó đi du học. Thì mình cũng qua gặp nó bạn, gặp nó cái nó mới nói thẳng mình là Nhân ơi, bây giờ sắp tới cái mùa học rồi, hay là Nhân làm giấy tờ cho mình ở lại luôn đi. Thì mình nói là ủa làm giấy tờ là sao, thì nó mới nói mình là thì Nhân với mình làm đám cưới đó, cái nó hối mình các bạn, nó hối mình để đi ra sở di trú rồi đăng ký kết hôn. Mình nói trời, mình từ từ đừng vội vã như vậy các bạn biết không. Lúc đó mình mới có 18-19 tuổi mà con nhỏ du học sinh này nó kêu mình đi đăng ký kết hôn lẹ lắm bạn, để nó được ở lại Mỹ các bạn, hợp pháp để nó khỏi đóng tiền học đó. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai các bạn biết không, là sau khi mình qua Mỹ được 3-4 năm bạn, mình chạy con nhỏ bạn luôn. Nó giống như nó gài mình vô một cái thế gọi là thế bị động bạn. Đấy. Xong đó mình bỏ mình chạy bạn. Xong cái trường hợp thứ hai các bạn, mình đi học bạn, mình qua Mỹ được 5-6 năm rồi. Đó. Thì lúc này các bạn biết không, mình đang ngồi ở trong trường học bạn, tự nhiên con nhỏ Việt Nam nó quát mình. Cái mình nhìn xung quanh mình thấy ủa nhỏ nó quát ai trời, trong cái chỗ này có mình tôi à, giống như tôi đứng đây nè. Nó quát mình bạn, mình thấy ngạc nhiên. Tại vì con nhỏ Việt Nam thì nhìn nó cũng khá đẹp các bạn, mà tự nhiên nó quát mình, chắc là có âm mưu gì đây. Thì nó mới tiến tới gần mình bạn, nó nói là hey, anh là người Việt Nam hả, không biết là em có được làm quen với anh hay không. Mình nói là nhỏ này chắc bị khùng, thấy không, tự nhiên nó lại làm quen với mình đó. Người ta nói là mấy đời bánh đúc có xương mà mấy đời gái đẹp mà thương trai nghèo các bạn, đúng không.
đó thì mình thấy nhỏ này hình như là nó có âm mưu các bạn. Thì nó nói chuyện qua nói chuyện lại nó mới nói là ồ anh ơi, em là du học sinh ở bên Mỹ, em không có bạn. Thì mình mới biết được là cái âm mưu của nó là có thể nó quen mình á, để nó kêu mình chở đi đây đi đó, giống như là tài xế Uber gì đó bạn. Tại vì các bạn biết ông du học sinh đó, nó qua bên Mỹ á, nó không có xe, nó không có nhà. Thì bây giờ nó nói mình là em không có bạn, anh có thể làm bạn với em không? Mình làm bạn với nó xong cái mình chở đi chơi, chở nó đi trà sữa đó, xong rồi cái nó nói là anh ơi không biết là anh có thể làm giấy tờ cho em ở lên Mỹ không? Đó các bạn thấy không? Đó chính là những cái mánh khóe của du học sinh các bạn. Ở bên Việt Nam á thì các bạn biết không, người ta ghét nhất là tiểu tam các bạn, nhưng mà bên Mỹ á mấy 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 cái người mấy cái bà chủ tiệm nail á ghét nhất là du học sinh các bạn. Mấy cái tiệm nail này không, mướn du học sinh vô á, du học sinh vô làm nail các bạn biết không, cái này là bất hợp pháp các bạn nhé. Mấy cái tiệm nail mướn du học sinh vô làm nail bạn không, mấy mấy nhỏ du học sinh á cái nó cua luôn ông chủ tiệm nail luôn bạn. Cái này là có thiệt nha, để được ở lại Mỹ các bạn, nó thật sự các bạn biết không, mấy mấy nó thật sự với các bạn á, mấy mấy cái em du học sinh này á cũng tội nghiệp lắm các bạn. Tại sao vậy? Tại vì các bạn biết không, khi mà họ ở bên Việt Nam đó các bạn biết không, các bạn phải hiểu trong cái hoàn cảnh của mấy em du học sinh này nha. Khi mà mấy cái em này đang ở Việt Nam các bạn, mình là du học sinh mà đúng không, nhưng mà trước khi trở thành du học sinh á thì mấy em này là con nhà giàu được ăn chơi thoải mái các bạn, nhưng mà mấy em này phải gánh một sứ mệnh, đó chính là đưa cả gia đình qua bên Mỹ đó. Thì mình có quen một người con gái các bạn, cái con nhỏ này cũng là dân nhà giàu, mấy các bạn biết mấy mấy nhỏ gái ở bên Việt Nam nhà giàu là sướng các bạn, toàn là đi trà sữa không à, không uống trà sữa cái nó unu không các bạn biết không. Thì cái mấy đứa con gái mà nhà giàu bạn biết không, ở Việt Nam sướng mà, nhưng mà tụi nó phải mang một cái sứ mệnh, đó chính là đưa cả gia đình qua bên Mỹ để lấy quốc tịch Mỹ các bạn. Thì mình có quen một một người con gái, cái người con gái này á cũng dân nhà giàu cũng như bao đứa người khác đang ăn tuổi chơi. Thì một ngày kia mẹ nó mới nói nhỏ vô tai của nó là con ơi bây giờ con lớn rồi, con phải có nhiệm vụ là đưa cả gia đình qua bên Mỹ, nhưng mà mẹ nói với con thôi, con đừng có nói với ai nha, con đừng nói với nhân lì nó lên YouTube nó kể cho người ta nghe. Thì mẹ của ta nói là ok bây giờ con đi du học đi, con đi du học đi, con qua bển rồi con kiếm được thằng nào con quen đi, rồi con lấy thẻ xanh đi, rồi con ở lên Mỹ rồi con lãnh ba mẹ qua. Thì cái cô gái này cũng đang tuổi ăn tuổi chơi, bạn bè bên Việt Nam đang con nhà giàu sướng quá các bạn, mang bây giờ giác lên mình một cái du học sinh đi qua Mỹ lạ nước lạ cái các bạn. Thì mặc mặc dù mang trong người cái tiếng là du học sinh là phải đi học các bạn, nhưng mà đâu có đi học đâu, đi du trường coi có thằng Việt Nam nào khờ khờ không, để dụ nó để nó cưới mình đó không. Mặc dù là du học sinh là đi học, nhưng mà qua Mỹ đâu đi học đâu đúng không các bạn biết không. Ở bên Mỹ này du học sinh đó, họ qua Mỹ đó, họ học cái bằng nó gọi là MBA, có nghĩa là quản trị kinh doanh. Thật sự họ không thích cái bằng đó các bạn, nhưng mà cái bằng đó là dễ dễ lấy nhất, dễ học nhất. Cái học cái đó đi rồi từ từ tính tiếp. Thì họ qua bên Mỹ các bạn thấy không, cái trong trong người của họ mang một sứ mệnh thầm lặng, đó chính là lãnh cả gia đình qua bên Mỹ các bạn nha, để bưng bô nước Mỹ giống như nhân lì. Ok, thì khi mà họ vô trường học họ nhìn xung quanh, rồi họ coi có cái thằng nào nó khờ khờ giống như thằng nhân lì vô mặc áo sơ mi mà mặc áo thun mà bỏ trong thùng các bạn đó. Thì cái cô này cô đã chấm trúng một cái anh chàng đó rồi, ok cái thằng này có bộ nó khờ nữa nha, đó nó khờ nó dễ dụ đó. Thì cái cô này cổ tiếp cận với cái anh này làm quen qua lại rồi chơi nói chuyện nhau và đi đến hôn nhân. Xong rồi cái cô gái này cũng có chồng các bạn. Dĩ nhiên là khi mà các bạn có chồng ở lại Mỹ thì các bạn sẽ được thẻ xanh Mỹ và các bạn được bưng bô nước Mỹ. Như vậy thì bước bước một là cái cô du học sinh này nó là xong rồi. Thì bây giờ các bạn đừng gọi cô này du học sinh nữa, bây giờ các bạn gọi cô này là thường trú dân ở Mỹ, resident, ok. Thì bây giờ cô này đã ở Mỹ 2 năm và đã có thẻ xanh rồi. Bước thứ hai là bây giờ cô này cổ mới làm giấy tờ để bảo lãnh ba mẹ cổ qua bên Mỹ. Nhưng mà lúc này thằng chồng nó không cho, thằng chồng nó không cho, bạn nói trời bây giờ em qua Mỹ em không lo đi làm ăn đi, rồi em lo cái gì tào lao, rồi nhỏ này bây giờ nó giải chứng nha, giải chứng nha đó. Tại vì trong người của nó cái một mang một cái sứ mệnh rất là quan trọng, đó chính là phải bảo lãnh ba mẹ anh chị em nó qua bên Mỹ. Mà bây giờ thằng chồng nó không cho bạn, thằng chồng nó không cho đúng không, rồi bây giờ nó phải gọi thoại Việt Nam nói alo mẹ ơi, bây giờ con định bảo lãnh ba mẹ qua mà thằng chồng con nó không chịu làm giấy tờ, giờ sao đây. Thì ba mẹ nó mới nói là ok mày ly dị với nó đi, bây giờ mày có thẻ xanh Mỹ rồi mày ly dị với nó đi đó.
đó chính là những cái sự thật trần trụi ở Mỹ bạn. Cho nên du học sinh ở Mỹ bị ghét lắm bạn, du học sinh Mỹ bị ghét lắm đó. Rồi các bạn biết không, thì bây giờ con nhỏ này nó mang cho mình hai sứ mệnh các bạn, hai sứ mệnh. Cái sứ mệnh thứ nhất á, là nó vào bên Mỹ để nó lấy thẻ xanh Mỹ và nó lấy thẻ xanh rồi. Cái sứ mệnh thứ hai á, là nó phải làm giấy tờ để nó lãnh ba mẹ qua, nó vào bên Mỹ các bạn. Ok, nhưng mà cái sứ mệnh hơi khó, tại vì các bạn muốn lãnh người ta qua Mỹ các bạn phải có thu nhập. Mà 2 năm trời của nhỏ để nó không đi làm, mà du học sinh mà sao đi làm được. Cái mục tiêu đầu tiên của nó là để nó đi lấy chồng, để nó lấy thẻ xanh Mỹ, không mà nó lấy chồng mà chồng nó nuôi hổm gài rồi. Bây giờ nó không có ăn cơm, nó không có tiền, bây giờ nó phải đi làm nail các bạn. Đi làm nail các bạn biết không. Rồi bây giờ cái sứ mệnh thứ ba là nó phải ly dị với thằng chồng này, tại thằng chồng này nó không chịu bảo lãnh gia đình bên vợ qua các bạn. Bây giờ các bạn thấy không, nhiều khi cũng tội nghiệp cho du học sinh lắm nha các bạn. Du học sinh ở bên Việt Nam đang ăn đang uống, mang tiếng con nhà giàu, bây giờ tự nhiên qua bên Mỹ bị chủ tiệm nail chửi lên chửi xuống. Trời ơi, mấy con nhỏ du học sinh này mày qua bên Mỹ mày đi lại quen này kia, mày làm tan nát gia đình người ta đó. Rồi du học sinh mang tiếng nữa, trời ơi, lấy mấy con nhỏ du học sinh này qua đó, nó có thể xanh không nó bỏ mày đó con. Du học sinh Mỹ mang tiếng, bởi vì con nhà giàu ở Việt Nam cho nó sướng, qua Mỹ làm chi, bưng bô nước Mỹ làm chi, bưng bô nước Mỹ giống như nhân lì được cái gì, nhìn nhân lì nè không đó. Kể tiếp cho các bạn nghe, để bỏ áo ra thùng nè, người ta nhìn mình giống thằng khùng. Rồi các bạn biết không, bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi, một người con gái, con nhà giàu đang tuổi ăn tuổi chơi bên Việt Nam, bây giờ phải mang lên mình một cái trọng trách là qua bên Mỹ lấy quốc tịch Mỹ, lấy thẻ xanh Mỹ xong rồi bây giờ phải bảo lãnh ba mẹ qua bên Mỹ. Các bạn biết không, cái thời gian đó là 5, 6, 7, 8 năm. Thì trong 5, 6, 7, 8 năm này á, cái cô gái này bây giờ cổ có quốc tịch, cổ có thẻ xanh Mỹ rồi. Bây giờ cái thằng chồng nó không cho là làm giấy tờ bảo lãnh. Trời em ơi, cuộc sống bên Mỹ của mình á, nó cũng nghèo lắm, mình không có giàu với thằng nhân lì đâu. Ok, mình phải làm đủ ăn, không gài em không đi làm, ai có mình anh đi làm mà, trời ơi cực khổ quá vậy đó, đúng không đó. Thì cô gái này cổ nói ok, vậy bây giờ ông muốn tôi đi làm đúng không, bây giờ tôi đi làm nail. Rồi cô gái này cổ phải đi làm nail để bươn chải bạn. Các bạn thử tưởng tượng đi, một đứa du học sinh, con nhà giàu, tối ngạn chơi, mà bây giờ qua bên Mỹ phải đi làm nail, lại bưng bô nước Mỹ giống như thằng nhân lì đó. Trời ơi, nhân lì nó đi làm nail rồi nó giàu rồi, bây giờ nó đi bán bảo hiểm nữa, nó giàu gì ai giàu nổi các bạn, đúng không? Nó đi bán bảo hiểm không gà là 40 mấy 50 cái bảo hiểm rồi đó, đúng không? Mà bây giờ chủ tiệm nail mua ủng hộ nó nhiều quá, bây giờ đi làm nail. Các bạn đi làm nail thì vì bị mấy người trong tiệm nail nói, ủa cái thằng chồng của em nó không cho em bảo lãnh gia đình hả, bỏ nó đi. Thì cái cô gái này á, ở bên Việt Nam thì mẹ cổ nói là bây giờ thằng chồng của con nó không chịu bảo lãnh ba mẹ qua, thì con đi dĩ nó đi, con đã có thẻ xanh Mỹ rồi, con sợ gì nữa. Mấy người trong tiệm nail thì cũng ủng hộ, rốt cuộc là con nhỏ này nó ly dị thằng chồng của nó. Như vậy thì du học sinh lại mang một tiếng nữa, ôi mấy con nhỏ du học sinh này qua bên Mỹ á, lấy nó rồi á, nó có thẻ xanh là nó bỏ mày đó, đừng bây giờ lấy du học sinh. Du học sinh lại một lần nữa mang tiếng các bạn. Các bạn thấy không, bưng bô nước Mỹ làm chi để được mang tiếng, ở bên Việt Nam làm con nhà giàu không sướng hay sao. Rồi các bạn biết không, thì bây giờ con nhỏ này nó ly dị với thằng này, nhưng mà nó được cái tấm thẻ xanh, bây giờ nó ổn đó. Nó đi lên tiệm nail nó làm thì nó cố gắng nó làm để nó có tiền để nó bảo lãnh ba mẹ nó qua bên Mỹ các bạn. Các bạn biết không, thì bây giờ ba mẹ, các bạn biết không, mấy cái người này ở Việt Nam là người giàu bạn, có nhà mặt phố tiền tỷ các bạn. Ở Việt Nam sướng không, ghé qua Mỹ bảo lãnh tốn tiền qua bên Mỹ, các bạn biết không, không biết tiếng Anh, không biết lái xe. Các bạn thử tưởng tượng đi, một người già ở bên Việt Nam đang ở nhà mặt phố, không bố làm to, không đi có xe đưa rước, ở Việt Nam có Oxin, lương tháng có 4 triệu, không Oxin Việt Nam rẻ bạn, bây giờ bưng bô nước Mỹ đúng không, được con cái bảo lãnh qua bên Mỹ, không đi bên Mỹ, họ không biết lái xe, họ không biết tiếng Anh, không bây giờ cuộc sống bên Mỹ nói chung là hơi xa lạ chật vật, nhưng mà cũng ghén, thôi tôi phải ghén để tôi lấy được cái tấm thẻ xanh 2 năm ở Mỹ. Wow, mình thấy mấy cái người này họ hy sinh đó bạn, rất là hy sinh. Các bạn biết không, nếu mà tới đó thật sự á, nếu bây giờ mình có tiền các bạn, mình sống ở Việt Nam cho nó sướng, bưng bô nước Mỹ làm chi,
các bà thấy cái câu chuyện mà mình kể không? Các bà thấy cái câu chuyện mình kể không? Từ một đứa con gái nó phải bỏ ra 3-4 năm trời để nó qua bên Mỹ để nó đi kiếm cái thằng chồng khờ khờ để lấy. Nó lấy xong rồi nó phải đợi thêm 2 năm trời nữa để nó có cái thẻ xanh 2 năm. 2 năm trời nữa nó đợi thêm 2 năm nữa để nó ly dị thằng chồng nó để nó bảo lãnh ba mẹ nó qua. Bởi ba mẹ nó làm hồ sơ 2 năm trời nữa qua Mỹ. Tổng cái thời gian mà để nó từ du học sinh mà để định cư ở bên Mỹ mà bảo lãnh ba mẹ nó qua Mỹ là thời gian là nhiêu? 10 năm. 10 năm. Một đứa du học sinh tốn thời gian 10 năm để qua bên Mỹ tìm quốc tịch Mỹ, thẻ xanh Mỹ và bảo lãnh cả gia đình qua, đó chính là thời gian 10 năm. Chỉ để được bưng bố nước Mỹ. Thì các bạn biết bây giờ cả gia đình của những cái người du học sinh này qua Mỹ rồi thì họ lại nói một câu là: trời ơi, ở Mỹ chán quá. Hồi tôi ở Việt Nam á, tôi có Oxin nha. Các bạn biết ở bên Mỹ Oxin nó mắc lắm bạn. Oxin ở bên Mỹ nó không giống như Oxin Việt Nam. Những cái người này qua Mỹ họ nói: trời ơi, ở bên Mỹ á, tôi có nhà mặt phố này nha. Tôi có Oxin, tôi không cần làm gì hết. Oxin làm hết. Oxin bên Việt Nam tháng có 4 triệu các bạn. Nó rẻ bèo. Ở bên Mỹ mình là không dám mua Oxin. Oxin Mỹ mắc các bạn. Oxin Mỹ nó tính bằng tiền đô, mắc lắm. Cái bây giờ những cái người này họ qua Mỹ rồi, họ có thẻ xanh Mỹ rồi, bây giờ họ lại muốn về Việt Nam. Ủa kỳ vậy các bạn. Các bạn biết không, nhiều khi mình không hiểu mấy cái người giàu không nghĩ gì bạn. Họ giàu họ rảnh. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi, những cái người ở Việt Nam họ giàu, họ có tiền, họ có của ăn của để, họ không hưởng đi, họ cho con họ qua Mỹ, họ đi lấy chồng, không bị thằng chồng chửi lên chửi xuống, không rồi bị người ta nói du học sinh này du học sinh nọ để lấy được thẻ xanh Mỹ, lấy thẻ xanh Mỹ xong rồi bảo lãnh ba mẹ qua Mỹ, để người ta nói: trời, con nhỏ này nó bảo lãnh ba mẹ nó qua, biết trước mà, rồi để lấy được thẻ xanh Mỹ xong, lấy thẻ xanh Mỹ xong về Nam sống. Ủa kỳ vậy, bỏ ra thời gian 10 năm trời để được bưng bô nước Mỹ mà giờ qua Mỹ không bưng bô, bây giờ đi gì, đi về Nam sống. Cái họ nói anh cậu rất là vui: thôi tôi qua Mỹ tôi chỉ yếu là để lấy thẻ xanh Mỹ thôi, bây giờ lại có thẻ xanh Mỹ tôi về Nam tôi sống cho sướng, ở Việt Nam tôi có nhà, tôi có Oxin mà sống Mỹ chỉ cho cực. Ủa vậy họ bỏ ra thời gian 10 năm trời để làm gì trời, thì để lấy thẻ xanh Mỹ. Bây giờ cái câu chuyện của mình kể các bạn biết là, các bạn biết không, du học sinh bây giờ ở Mỹ tụi nó bị ghét lắm bạn. Nó thật sự là gì luôn á, những câu chuyện mình kể á là có rất là nhiều người bị. Bữa hôm nay mà các bạn ra đường mà tự nhiên con nhỏ con gái nào mà nó tới nó quắc quắc các bạn á: anh đi, em nói nghe nè. Rồi nhỏ du học sinh á, nó đang kiếm người để làm giấy tờ cho nó ở lên Mỹ á các bạn. Ok, mà các bạn khờ khờ là các bạn dính đó, các bạn khờ khờ là dính. Tại vì mấy cái đứa này trong người của nó có một cái sứ mệnh, đó chính là phải qua bên Mỹ để lấy thẻ xanh Mỹ và ở lại Mỹ và bảo lãnh gia đình qua bên Mỹ các bạn ha. Cho nên các bạn cũng đừng trách họ, tất cả mọi người đều có sứ mệnh thôi. Giống như Nhân Lì, cái sứ mệnh của Nhân Lì đó chính là đi bán bảo hiểm cho người Việt Nam, chỉ $5, $10 mỗi một ngày thôi, các bạn sẽ được bảo vệ trọn đời. Nếu không, nếu mà các bạn bị tai nạn các bạn sẽ được đền, các bạn không bị tai nạn tiền của các bạn đóng vô nó sẽ trở thành quỹ hưu trí để các bạn về hưu các bạn xài. Còn nếu như các bạn mà bị ung thư, nhồi máu cơ tim, đột quỵ giống như chị Duyên Đức Tiến thì các bạn có tiền để xây sở trong những thời gian khẩn cấp, hãy gọi cho Nhân Lì tại số điện thoại 314-438-7599 để tư vấn bảo hiểm tại tiệm nail của Nhân Lì. Ok, thì như mà các bạn thấy á, đâu phải ai cũng muốn bưng bô nước Mỹ, nhưng mà có nhiều người họ không muốn bưng bô nước Mỹ, nhưng mà họ muốn qua để lấy cái thẻ xanh xong họ về, họ muốn hưởng được cái quyền lợi của nước Mỹ này. Như vậy thì bất công quá các bạn, bất công quá. Giống như bây giờ các bạn biết không, bây giờ mình đang đi làm, mình đang đóng thuế cho nước Mỹ, tự nhiên mấy cái em du học sinh này hôm qua lấy quốc tịch Mỹ xong có về Việt Nam sống, chứ mình phải đóng thuế cho mấy em này, bất công cho mình quá các bạn. Không được. Các bạn biết không, bây giờ ai cũng khôn quá trời. Các bạn biết không, mấy em du học sinh này qua Mỹ có thẻ xanh là có quyền lợi, xong cái vậy Nam sống sướng quá trời các bạn, quá sướng rồi. Các bạn thử tưởng tượng đi, bây giờ mình ở bên Mỹ nè ha, mình đi làm, mình làm lụng cực khổ, mình không dám mướn Oxin, trong khi đó mấy người này qua Mỹ xong cái mùa đông cái họ về Việt Nam họ sống ở Việt Nam có nhà, cái họ mướn Oxin, mấy bà Oxin Việt Nam lao nhà, họ nói: trời, tôi Việt Nam tôi sướng quá trời, có Oxin nấu ăn cho, qua Mỹ chứ cho cực. Nhưng mà họ ở 6 tháng xong họ qua Mỹ, tại họ ở lâu không được. Bây giờ nếu mà các bạn không có quốc tịch Mỹ á, các
các bạn không được ở hơn 6 tháng, các bạn phải qua Mỹ lại. À, trời, mấy người này họ khôn, các bạn muốn bưng bô nước Mỹ mà bưng bô xong rồi chạy về, bưng bô xong rồi chạy về, các bạn đâu có được. Một là các bạn bưng bô là bưng bô luôn, còn không thôi là các bạn phải ở Việt Nam luôn. Ok, hay trời ơi, mấy em khu du học sinh này nó khôn quá các bạn ơi. Bởi vì cái tựa đề của video này á là mấy em du học sinh nhà giàu cũng muốn bưng bô nước Mỹ nữa nha các bạn. Chứ các bạn đừng nói là ơi Nhân ơi, tại vì mày nghèo mày mới qua Mỹ, không, các bạn sai rồi. Ở Việt Nam người giàu họ muốn qua Mỹ lắm em. Người giàu họ tìm đủ mọi cách để qua Mỹ. Các bạn biết không, mình biết được á, có mấy người á họ trả 75.000 đô để được qua bên Mỹ các bạn. Cái này mình nói cho các bạn nghe thôi, các bạn đừng nói cho ai nghe. Còn có mấy người á họ chấp nhận trả 200.000 đô la, 200.000 đô la để được cái quốc tịch Mỹ. Các bạn lên Google, các bạn bấm á, các bạn bấm cái ông gì đó, ông bỏ ra 1 triệu đô la, 1 triệu đô la để có được quốc tịch Mỹ. Các bạn thấy không? Các bạn nói mình nghèo mình mua Mỹ, tụi giàu tụi nó cũng thích qua Mỹ lắm nha, để được bưng bô nước Mỹ cùng nhân lì đẹp trai.